Chào tất cả các bạn, Trung Bonsai đang có mặt tại triển lãm Khánh Cư. Theo thông tin thì tác phẩm Si Búp Đỏ này vừa được giao dịch xong của anh Hoành Quế Cà Phê 0915 895 206. Tác phẩm này các anh nói là giao dịch 10 triệu, không biết có đúng hay không nhá. Thì để tí nữa Trung Bonsai sẽ hỏi cụ thể hơn. Quay kỹ này cho anh em chiêm ngưỡng. Một trong những cây si nó chỉ cao khoảng độ 40 thôi, nhưng mà đã giao dịch xong rồi. Quá đẹp luôn. Alo, trong chỗ cái hình logo chạy đây đây. À đây, đang đứng đây. Vâng, tác phẩm này vừa giao dịch à? Vâng, anh em vừa giao dịch tác phẩm này rồi. Không biết là khoảng bao nhiêu nhỉ, cho anh em trong ngoài nước có thể tham khảo cái giá của các anh. Tác phẩm này chắc giao dịch tầm khoảng, em thì không nắm rõ thôi, chắc tầm khoảng 20 triệu thôi ạ. Đấy nhá. Vâng. Thế là cái giá mà các anh... thì em... Đúng rồi. Nó khoảng đó. Chủ nhân giờ... là em nói khoảng khoảng rồi. Chủ nhân đây rồi, chủ nhân đây rồi. Đúng không anh? Anh vừa giao dịch tác phẩm này đúng không? Đúng rồi. Thì... đó. Hay. Đấy là số 2 nhá. Số 2 không biết là... xem anh giao dịch tác phẩm bao nhiêu tiền? Số 2. Số 2 thôi. Số 2 anh em mà không... số 0. Số 2 nhé anh em nhé. Thì cái số 2 thì không biết bao nhiêu. Là 20 triệu. Đấy. Anh Thuyến hôm nay đã đổ tác phẩm vào cho anh Thuyến rồi. Đấy. Cây đẹp quá. Con này, mày đi ăn. Duyên. Có hoa và quà chúc mừng. Xin mời Tiến ơi. Tác phẩm quá đẹp nha anh em nhé. Tác phẩm này có anh Lê Xuân Giao, số điện thoại là 0916 613 565. Quá nhiều siêu phẩm. Sơn, anh em cây cảnh không đi. Sơn, tiệm đi có hoa. Quy như ở đấy thôi. Chị đi xuống em đi em. Quá. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Hoàng Vệ, Chủ tịch Hội Sinh vật Cảnh huyện Yên Khánh lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí ạ. Đẹp không? Các vườn này đẹp. Tống lại cái đá cùng màu này cho nó chân. Nhưng mà đá đấy cũng đẹp rồi nhỉ? Biết vậy nhưng nó... À. Đây là ông nhét đá sau như thực sự ông đục nhét đang về vào. Nó hai màu, nó mất cái...
Đông Năng Live Stream, một trong những người cũng rất nổi tiếng nhá. Rồi đấy. Con này con Con này xanh hạt nhìn gớm. Xanh hạt. Hạt đấy điền mà nhìn gớm mà. Lá nhỏ lắm nhá. Con này đẹp. Tí điện nó sau nhá. Siêu mini đây. Rồi. Của anh em Nga Sơn. Lãnh đạo cấp cao đã có mặt. Chúng ta mấy giờ vào? Vừa ra là 15 phút. À, các anh có vẻ đi hơi chậm đấy nhỉ? Còn thịt nó ôm. À, rồi. Nhân này nói chung là toàn những tác phẩm đánh cư cây nó khủng những cái người ôm đi. Có những người đẹp cũng rất thích cây, đang lưu lại những hình ảnh. Tác phẩm Song Thụ của anh Tiến Hậu Lộc, một trong những tác phẩm rất là già. Anh Tiến mang về mấy tác phẩm nhỉ? Hai tác phẩm. Để trưng bày cái cảnh này thì anh em Hậu Lộc cũng mang về một số lượng cây rất là nhiều. Đặc biệt anh Tiến là có mang hai tác phẩm. Tác phẩm đầu tiên là một tác phẩm dáng Song Thụ hay huynh đệ vậy? Huynh đệ. Huynh đệ cũng được, một Song Thụ cũng được đúng không? Thì tùy anh em nhé, một trong những cây này cũng là một cây rất già. Thì sang tác phẩm thứ hai anh Tiến nhỉ? Đây cũng là một tác phẩm của anh Tuấn. Một số cây bên cạnh tôi sẽ quay tiếp nhé. Có chứ, chuẩn bị tiền đấu giá nhé. Anh Thức cũng đã vừa có mặt rồi. Đây là cây thứ hai của anh Tiến, một trong những người mà Trung Bonsai cũng đã nói rồi. Cây rất là già. Một trong những cây này ở trong vườn anh cũng được 30 năm rồi. Đây cho anh em chiêm ngưỡng bộ bệ. Mặt bên này khủng quá, bệ tuyệt vời. Anh Tiến trong vườn sở hữu rất nhiều nha, trên dưới 200 tác phẩm hoàn thiện cũng như rất nhiều phôi quý. Anh em nào mà có dịp về Hậu Lộc Liên Lộc nhỉ? Số điện thoại bao nhiêu nhỉ anh Tiến nhỉ? Đây đọc cho anh em nhé. Số điện thoại đây nhé, Trung Bonsai sẽ cho anh em để anh em có thể về tham quan vườn cũng như chiêm ngưỡng những tác phẩm trong vườn. Số điện thoại là 034 40 00 789, một trong những số điện thoại đây Trung Bonsai room lại cho anh em xem. Rất là đẹp. Để thiếu ẩm thực được. Còn rất nhiều tác phẩm. Với số lượng tác phẩm của triển lãm này thì anh em có thể tham quan, chiêm ngưỡng, đánh giá những người vất vả đây. Thơm quá. Đây là dãy bên hông đây. Thì trong một sẽ dành riêng một clip bên này để quay gửi tới tất cả anh em.
anh em chờ đón xem và đừng quên ấn nút đăng ký và nút chuông để tiếp tục theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.